Ok, hello chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha. Hồi sáng Thái Nam Rập chơi món đường dừa chịu nổi mà nè các bạn ơi. Xong rồi đói bụng quá nữa, cho nên Thái Nam Rập kêu bây giờ sở trường là trứng à. Cho nên bây giờ anh em mình làm lại cái trứng nữa các bạn ơi. Hôm nay mình chơi món là trứng vịt nướng muối ớt nha các bạn. Bớt chanh để mình chơi cuộc thi này để Thái Nam Rập gỡ gạt cái lúc hồi sáng nha các bạn ơi. Hồi sáng toàn đang mua bao nhiêu trứng rồi? 30. Sáng toàn đang mới vô kia tiễn 30 trứng. Đó, bây giờ anh em đã luộc xong rồi, cái bỏ này mình nướng gia vị. Cái lá này lá gì vậy toàn? Lá rang như lá hành. Đó, sôi sôi nhúc nhúc các bạn ơi. Món này là món ăn đường phố nha các bạn. Hấp dẫn không? Mỗi anh em 10 trứng để xem thử bắt tốc độ được bao nhiêu phút nha các bạn. Anh em ơi, cuộc thi chưa hết mà Thánh Năng còn trọc chiều hiển thua chắc rồi các bạn ơi. Đấy, cho hiển luôn đi. Bây giờ ai thua là cắn một trái chanh nha. Nhưng mà bây giờ anh ăn yếu mấy đứa biết rồi, bây giờ mấy đứa chấp anh một trứng đi. Ok không? Chịu không? Ôi dễ lắm. Không. Chia ra đi. Chấp một trứng, ai thua là cắn một trái chanh nha các bạn. Mình ăn nè, điều ăn không nhiều nhưng mà tốc độ ăn nhanh cũng được chứ không nên nổi nè các bạn. Rồi tôi ăn trứng đây. Chứ còn nếu mà thi ăn trứng thi thì Thánh Năng Rập quốc ba mấy trứng thì mình có 10 thằng hiển cũng không thắng được á. Miễn em chán này. Mình chán không? Trong hiển bóng chán tôi nhủ mau người mau bái. Ừ, một cái không chấp không rồi để đi không, đi không. Cái đây không của riêng tôi vũ này rồi, cái chén sao nó đây cho nó đều ăn là chồng chán ăn đó anh em chán này không bóng chán rồi ok bóng chán này con ăn là của tôi vũ ok men cái này để vô đây luôn anh dính giờ đó để đây nha anh chán này bình tĩnh nha đó, bút đây dính nó nguội khó ăn lắm á nguội khó ăn không chuẩn bị 1 2 3 vô xong ăn chấp đó. Bình tĩnh dữ à. Ngon. Mang cái trứng là từ nó ngon các bạn. Qua cấp độ đủ nè. Mình làm ăn cá anh làm thấy đâu. Không, mình bán cá hai cái à. Trứng ngon, nướng ngon đâu. Vừa ăn ghê. Ngon lắm. Lửa là phải được luôn ngon á, ăn cái đầu cũng ngon kìa trứng nướng này món ngon à được cái con chì ba con chì trứng tăng đã bụng làm mấy cái trứng cũng được bán hay nhầm em nhầm tung dừa đó được luôn chưa bán chưa luôn tôi nói ông nói ông nói làm bánh mém bánh mém à vậy ông gò nữa bánh nó chạm không không biết sáng phải đường dừa dễ thương nhá con biết vui biết lần đầu tiên mà ăn dạng như phải ăn đường không trứng ăn cả 4-5 trứng là bắt đầu nhức đầu rồi nhanh nhớ đánh thắng bữa các bạn ơi nước không nước bỏ đưa rửa trong cái chén từ giờ bỏ chị à bỏ chị đây đi bỏ chị đi thấy ăn sao bổ xíu ăn sao bỏ ăn nè đứng lại mà dạ, gì dây đâu đứng không vô ưng chị đứng ăn cho có chị không yêu đứng ưng chị mà bỏ đều đổ do xui đánh chị ăn cho có chị để ông phần ra phần bất cứ còn cái cũng có chị nhỏ guys giờ hết luôn anh có đứng lộn ăn mấy con già già khó ăn mấy con non đó mình nhanh thôi còn ba trứng nè giỏi thôi
8 trứng, 5 trứng nữa. Ghê ta. Nó cũng ghê cho anh luôn á. Wow. Tôi bữa ăn một trứng này tôi thấy trứng tôi ớn à, tôi ớn á, lỡ rồi. Nếu bây giờ mà ăn được 10, mình ăn được 10 cái là 8 cái là phá kỷ lục rồi bạn. Ăn cho mập quá. Cái đây mình nướng với ớt chanh còn có người nó nướng mì nữa bạn. Nướng mắm mì không ạ? Luộc không? Luộc à? Nướng ngon. Nhận à. Tôi ăn cũng được 12 ba đó. Nóng không? Để bỏ tôi ăn đi. Bọn này lên, lên ăn đúng không? Tôi lâu rồi. Đấy, ăn đi. Ngay ngay rồi. Bà trứng hết trứng thứ 6. Đoạn nhà trứng thứ 6. Vũ trứng mấy rồi? Vũ Vũ. Vũ 8 trứng rồi hả? Nhanh quá. Ê, được. Gì? Không được. Má bỏ tiền không cho ra bỏ tiền được. Má bỏ tiền không cho ăn không được. Đổ rồi người ra hả? Đổ vậy. Một trứng làm có 2 bọc kỳ. Lời nói được. Sáng mấy đứa kia, mấy đứa kia nó ăn đụng dừa, giờ nó về đụng dừa nhập cũng muốn nhạt vậy ta à. Nhảy cái đuông á, đuông nhanh không khác cái gì ta, giật giật. Nhảy cái giống ngành biển cáo vậy. Lương lương lương. Anh còn 2 miếng nữa là hết đó nha. Có giả đòi giải không? Đúng rồi, cơ thể mà ăn tới giới hạn cái nó quýu sao. Nó không nạp nữa, nó nhức đầu. Bữa đi bữa qua anh ăn cái đầu con tôm hùm á. Về nó bị say cho xe đạp. Mệt. Giờ không dám ăn nữa đâu. Vậy là bữa nay anh ăn được ở đây. Còn nửa trứng à. Giống tháng rồi. 8 trứng, 8 trứng. 8 trứng. 8 trứng từ 2 trứng 6 trứng. Thằng 6 trứng rưỡi rưỡi các bạn. Vũ hết rồi. Còn hết 10 cái đâu. Phải. Còn đây là 2 cái trứng của mình, 2 trứng của mình. Luôn ăn vũ cả. Ừ. Rồi chấp thôi rồi ăn rồi. Chấp. Rồi chín trứng phải không? Không, anh chịu nổi không? Anh bứt rồi. Không chưa, còn cạnh tranh được những toàn đang mở, chưa hết mở. Mấy thanh niên chưa hết mở. Biết anh hết được sao? Biết ngồi xuống xuống nữa sao? Anh chanh cũng đau đớn lắm á nha. Toàn ăn được ổng đó rồi không? Ok. Toàn đang cái này cũng ăn cũng gớm. Gia bộ thôi, gia bộ thôi chứ mình ăn không hết được nữa. Hù hù thôi, gia thôi nó ăn nữa không chi. Nhưng mà Phan hết nha, anh ăn hết trái chanh bây giờ, anh hết trái chanh là hai đứa rồi. Phan mẫu đứa hết một trứng này đây nha. Một trứng hết rồi, chấp ông bỏ ra thôi chứ. Ừ. Chấp bỏ ra để đó thôi chứ. Chấp bỏ ra để đó hả? Ừ. Đậu là lúc em phải ăn chứ. Đúng rồi, mẫu đứa một cái nha, mày đúng chưa? Ừ. Mấy lên đồng ý thua chứ, bây giờ em ngang, bây giờ anh buồn buồn, anh quất luôn, quất hết luôn sao? Do nó giỡn quá, là ráng ra nè.
Trời ơi, gói bập mới lặn, gói ăn mới lặn. Đây vậy, đây vậy. Điện ôi. Bất bất rịch thua đây. Rồi hát lậu, rồi hát ca trắng hoa con lậu. Còn này hát rồi. Cần thanh niên toàn ướng. Đang hàng ghê mày. Anh đang đây cũng bụng cốt cơ luôn. Rồi. Anh mập luôn à. Bụng cốt cơ không giờ, bụng có khỏe đó này. Ăn bụng khỏe luôn à. Chịu nấu mà ơi, mình đúng là tới trứng thứ thứ bể. Ủa bò bố miệng nhai. Sao nữa? Ăn cái chanh khó ăn còn đun dừa ha. Thêm mà ông mập mau nữa. Mũ. Một. Nãy mới hai cái trái thằng Kỳ ăn nha, trái thằng Kỳ vô ăn chanh nó ngọt. Ăn cái trái thằng Kỳ vô nha, chanh nó ngọt lắm mà. Đâu thấy đắng nào. Lâu lâu về đích bữa cho mình ăn chanh để vui. Ê cái trái thằng Kỳ ở đâu có mày? Chùa. Thằng Kỳ hôm mình ở Sài Gòn nó có. Nghe nó kêu ăn đáy vô mà uống rượu ăn gì nó cũng không có cảm giác. Chùa. Cái chanh này em nghĩ bắp nạ là máy trứng. Ừ. Thì bắp nạ máy trứng. Thì anh ăn 8 trứng á, 8 trứng còn trứng à. Còn trứng như bữa nửa trứng. Sao? Sao không được? Còn 8 trứng giờ. 10 trứng mang bỏ ra 2 trứng còn 8 trứng. 8 trứng ăn còn trứng còn ăn 7 trứng nha. Ừ. Ăn 7 trứng như ăn trứng. Cứ ăn chua không được các bạn. Không. Đâu gì hết bữa cho đậu không khí cho mất lạnh bữa. Ăn chán. Ờ vô máy lạnh mới lạnh ngủ miếng ơi. Mấy giờ tao muốn vậy cũng đuôn mà. Vụ bữa nay nó ớt trứng lộn rồi. Mai mà rủ tiểu tách trứng lộn nữa nó trời. Nghĩ vậy. Ăn lộn chết à. Ăn khác à. Mai bánh bèo. Lộn luôn đi. Lộn lừ luôn đi. Mai bánh bèo bánh xèo cho đi. Bữa nào mình ra quán ăn những bữa cho vui. Hay lên ngoài làm quán bà chủ bữa. Bà chủ cửa đẹp gái vậy. Là không? Bà chủ nào? Chủ bữa ăn con bà chủ. Ăn hết quán á. Chỗ đấy nào bánh bèo không? Bánh bèo bánh lũ. Để cho tao cho con xài hả đi ăn thai mà đi ăn bánh bèo đi đâu hương ăn bánh bèo tao mùi hương tham quan vậy đi ăn bánh bèo bánh xèo bèo xèo bánh ấu nó cái giò chành đắng bữa nay tôi thắt tôi thấy nhị ký quá ký cho mày nói gì nhị ký quá tao nghĩ phải tính thêm cỡ 15 trứng nha mày nhớ được nha nhiều ăn tính phút mà tao giờ tao thi được nhiêu đã ít mà ăn cái món nào mà khó ăn được ví dụ như đun dừa ăn chanh ăn xoài nghe được chỉ còn mấy ăn nhiều thì thua vàng ngang sao vàng tôi không được còn Vũ ăn nhiều là được còn toàn thì ăn nhanh anh em ơi chào anh em nha u cái này chanh đắng quá.